Các bạn ơi, đây là cách nối ống nước mà nó bị nằm dưới nước mà tha keo mà nước vẫn dính nha các bạn. Rồi, mình cố gắng quay cái clip này cho mọi người xem cái cách mà người ta lắp ống nước dưới nước tha keo mà vẫn dính nha. Rồi, mọi người thấy hay, ý nghĩa thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, mời mọi người cùng xem. Bê tông ông dưới bê tông nó phủ rồi mấy. Ông nó bê tông nó phủ rồi. Cái gạo nó trời nó dính mà nó chưa sao nó bê tông mà nói vậy. Đó, vô nữa, vô tới thăm vô trong mé bê tông một xíu. Lại trăm tư mà không lấy ống này chứ vậy trăm ai đó ông kêu cách thứ ba đá thế không hả? Hai chưa vừa thôi cho anh cắt dài quả nóng vào đâu đó tầm nó ngà ông sao hết được rồi tầm ba để cái chó
Đó, đủ rồi, đủ rồi á. Mua khăn bằng thép mà chấm nó dính rồi. Dính tạm tạm rồi phan lỗ nước kiểu kia đó vậy. Quê thép mà được chứ quê. Nó lỗ da nha, chấm nó đi. Thì vô này nè, rồi bỏ này lên nhét nó vô. Ừ. Nghiêng làm đấy tôi ghi hình hết rồi anh, mà anh chối cãi không có đường chối cãi luôn nha. Anh làm tôi ghi hình hết rồi anh có đường chối cãi luôn nha. Nè nhét vô đi tôi bỏ cho. Đầu lên. Để đầu lên giúp nữa. Để đầu lên giúp nữa đi. Rồi, rồi thế là hoàn thành một đường ống.